Rồi bữa nay bán dài không đi chơi buồn quá anh em ơi. Bán dài buồn quá. Dịch này nó lum la cho nó không có đi chơi gì được cho anh em ơi. Để mấy em nó ra. Bữa nay em nó bị lớn vậy nè, mấy anh em nhìn thấy không? Đó. Bữa nay không có quay gà. Cái này cục bú nó bự vậy nè. Đẹp không? Đây là cái màu đặc biệt đặc trưng của cái con rồng Nam Mỹ nha. Nó đang chuẩn bị lột da, nó xuống nó loạt màu nè. Đây. Đó bữa nay em nó bự vậy nè. Đây anh em có theo dõi rồi nhớ con này của mình ha. Dài buồn quá không có đi chơi bài giữa trên ở nhà không à. Đó anh em nhìn ngoài đường nó vắng. Nó vắng như cái gì nhà nó ở. Thì buồn quá đem bé rồng cho nó chơi, đứng chơi với nó chứ chơi ai giờ. Buồn lắm. Bây giờ mình không có, nói chung mấy ngày nay giờ không có tâm trạng mà tối lên clip nói chuyện chơi đó, là nó vậy á, nó buồn á. Như ngày nào cũng đi chơi, ông già đi trên rồi bây giờ đâu có đi chơi gì đâu. Ở nhà không. Chỗ của mình thì Sa Đéc thì anh em cũng biết, nó lên mạng anh em coi cũng biết cái khu của mình ở Sa Đéc mình nó phức tạp. Cái mình cũng biết nó phức tạp lắm. Bây mình không có dám đi chơi. Ở nhà không mà. Rồi tối cái nó buồn tới buồn lui, nói chung là ngày nào cũng đi chơi mình quen rồi, giờ có đi chơi đâu, vậy không có tâm trạng mà thì đăng clip này nọ được. Nói chung mấy cái clip mình đăng mình nói chuyện với anh em chơi là phải có vui ngẫu hứng rồi. Còn giờ rất là buồn anh em. Nói anh em nhìn ra đường nó vắng, xe lâu lâu có chiếc xe hay chiếc xe đi qua rồi lại lát cát gì đó. Dịch Covid nó khốn kiếp gì đó. Nó mau hết thì mình trông thoải mái lại như bình thường thì nó rất là vui. Thì anh em này đam mê mà kia đã đam mê rồi anh em cũng biết rồi. Không có đi chơi này nọ thì nó biết nó như thế nào ha. Nó rất là buồn. Nói chung già dịch thì giờ mình nuôi chơi chơi vậy thôi đó. Nuôi cũng vẫn phải nuôi bình thường mà chơi không được thôi. Phải con buồn lắm. Nó bé rộng bữa nay nó bự về nên nè. Ha. Em nhìn được bữa nay cái xa nó được 1 mét, mét mấy phần, mấy phần là tính từ đầu nha, tính từ cái mỏ tính hết cái đuôi của nó là nó 1 mét mấy rồi. Đó. Thì bữa nay mình nói cho anh em biết là tại sao mà hai bữa nay mình không có đăng clip á, là vậy đó. Nói chung nó buồn lắm. Rồi như có cái ngẫu hứng nhờ mình ngồi đó mình mới nói chuyện, mới chia sẻ cái gì mình biết đó, mình mới chia sẻ cho anh em ha. Còn mà còn cái không có cái xả chết được cũng như nó buồn lắm em ơi. Đường nó buồn cũng vắng như mình rất sáng cũng như là nó trưa một hay dạp hay trưa vậy đó, là nó vắng vậy đó. Nó còn giờ này là trưa nè, giờ này là 11 giờ mấy rồi đó, nó rất là vắng luôn. Sáng như sáng Sa Đéc mình 7-8 giờ là nó y như là 10 mấy 11 thì chưa, nó rất là buồn luôn. Nó táp nghe nè em này, nó táp á, tại mình bắt nó mình vuốt nó bình thường, mình thả nó ra mình đưa tay vô là nó xử lý mình liền á, không lắm. Nói chung chơi con này ai chơi con này mới hiểu nó, cái lúc nào nó dữ cái lúc nào nó dễ bình, nó bình thường thì anh em cũng biết rồi. Mình nuôi nó cũng giờ được 17 tháng rồi đó anh em. Ghê chưa? Đó. Giờ này em nó được 17 tháng rồi đó. Cái size của nó bị lớn vậy nè. Đây nha. Cái bắp tay của mình là nó bằng cái bắp tay mình luôn rồi đó nha anh em. Bây giờ anh em chơi có clip. Mình nói là lý do sao mà mấy bữa giờ mình không có lên clip đó là vậy đó. 18 tháng rồi em được vậy. Con này mình nuôi nó được 3 năm là anh em nhìn đã lắm. Hai cái này nó bự ra nè. Hai cục này nó bự bành kia ra. Cái mặt nó ú ra nhìn đẹp lắm. Nó tầm 3 năm á, 3 năm nó mới đạt cái cục như vậy. Anh em tính đi, cái yên xe của mình là nó nằm dài vậy luôn rồi đó. Cái mình cục bắp không? Đây, chiếc quay của mình, quay kỷ niệm mình đó. Đây, chiếc xe kỷ niệm nha anh em. Xe này kỷ niệm với mình đó.
Đấy, mình nói cho anh em hiểu chứ tối nào cũng ngồi nói chuyện, anh em cũng quen rồi, ngày nào cũng phải làm cái clip chơi đăng lên cho vui, nhưng mà mấy ngày nay tâm trạng đó, nó không có được vui ha. Thì anh em có hỏi gì anh em điện mình thì nhắn tin như mình thì cho mình coi đó, thì mình làm clip mình chia sẻ cho anh em. Mấy ngày nay là buồn lắm rồi, vậy nha anh em.